Hello, xin chào cả nhà đã đến với kênh Vàng Bầu Con. Hôm nay Vàng Bầu Con xin trổ tài nấu món canh chua chay nha cả nhà. Canh chua chay á, thì ở bên bên đây á, thì không có đầy đủ nguyên liệu nên á, Vàng Bầu Con sẽ nấu bằng những món gì tất tần tật, những món gì có ở trong nhà có thể nấu được nha cả nhà mình ơi. Thứ nhất thì thành phần chính để nấu canh chua chay á, tại vì nhà dòng bầu con đang á, có được một ít rau muống. Đây là những cái cọng rau muống nè cả nhà. Rau muống này á, là mình bỏ hết lá, mình chỉ lấy cái cọng thôi. Rau muống nó đang rất non, rất non nha cả nhà. Mình lấy những cái cọng rau muống này á, thì ở bên đây á, mùa này cũng rất là đắt. Có rau muống để ăn nhưng mà một cái thau rau muống như này khoảng là 100.000 đồng tiền Việt Nam những cái cọng đó cả nhà mình. Nếu mà canh chua rau muống mà được nấu với lá me á, đắp me tươi á, thì rất là ngon, nhưng bên đây á, thì rất là khó khăn nên là không có trồng được me nha cả nhà. Cái thành phần thứ hai nữa đó không thể thiếu là món tàu hũ nè cả nhà. Tàu hũ bên này á, có rất là nhiều loại nhưng mà mình nấu canh chua nên nó dòng bà con xin quyết định là chọn cái tàu hũ nó hơi cứng một tí nha cả nhà mình. Đó. Nó tàu hũ này là tàu hũ cứng. Bao nhiêu đây á, thì món tàu hũ này, tàu hũ ở Nhật thì rất là rẻ. Khoảng 30.000 thôi. 30.000 đồng một cái mớ tàu hũ đó. Còn kế tiếp nữa thì là đậu bắp. Đậu bắp ở Nhật thì nó không có giống đậu bắp ở Việt Nam của mình nha mọi người. Đậu bắp của Nhật á, thì nó không có mềm và nó nhớt giống như đậu bắp ở Việt Nam mình. Đậu bắp đây á, thì mình bỏ vào tủ lạnh rồi mấy hôm á, là của một người em nó cho nên á, là mình bỏ vào tủ lạnh. Bây giờ mình lấy ra mình rửa sạch, mình cắt đầu nên là cái màu xanh nó không có được xanh giống như ở đậu bắp này, không có xanh xanh đậm chứ không có giờ xanh xanh nhạt giống như Việt Nam của mình đó cả nhà, thấy không? Đậu bắp thì nó cũng là đậu bắp nhưng mà nó lại không có mềm và không có nhớt nhiều, không có mềm nhiều giống như đậu bắp ở Việt Nam. Còn cái nguyên liệu thứ ba là cà chua. Nhà mình thì cà chua thì rất là nhiều, cà chua chín á thì rất là nhiều, nhưng mà mình lại thích á là nấu những cái quả cà chua xanh xanh như thế này nè cả nhà. Cà chua xanh này á, là mình cũng được để tủ lạnh rồi. Cà chua xanh á, thì nấu cà chua á, chút nữa mình sẽ xào sơ nó lên thì cái thịt cà nó rất là ngon, ngon hơn mình nấu cà chua chín nha. Tại vì mình thích như vậy nên là mình nấu như vậy nha cả nhà ơi. Còn đây là giá cà chua này, không có tốn tiền. Cà chua này là cũng của một đứa em nó cho, không có tốn tiền đó. Còn còn đây là giá nè cả nhà mình. Giá thì giá Nhật cũng rất là nhiều loại nhưng mà mình quyết định giá sạch, mình quyết định chọn cái loại giá nhuyễn này rất là ngon đó. Kế tiếp theo nữa đó là ở đây mình chọn cái vị chua của nó không phải là me nha, tại vì bên đây nói chung là có cái gì xài cái đó nha cả nhà yêu ơi. Mình xài là 1 quả rưỡi chanh. Chanh này là chanh không có hạt, chanh này không có hạt. Trái chanh ở Nhật thì nó to như thế này nè cả nhà của mình. Đây đó, trái chanh ở Nhật thì nó không có tròn mà là nó dài dài hình bầu dục giống như một cái quả trứng vậy đó. Nhưng mà có loại là có hạt và có loại là không hạt, nhưng cái loại không hạt thì thường thường nó rất là đắt, nó khoảng là 20.000 đồng, 20.000 đồng Việt Nam của mình một cái trái, mà nước rất là nhiều cả nhà. Đây đó cả nhà thấy không, nó không có một cái, nó rất là thơm mà nó không có hạt ở phía bên trong nha. Đó là mình chọn cái để cái làm chua là mình chọn là chanh. Còn đây là ớt. Ớt thì mùa hè, và mùa hè thì nhà mình cũng năm nay mình không có trồng ớt tại vì nhà mình cũng ít ăn ớt lắm. Ớt này thì cũng của một người bạn cho đó.
còn đây á là rau quế. Rau quế thì năm nay mình cũng không có trồng được nha cả nhà, nhưng mà hả bữa hôm đó tại vì nó không có giống á, mình không có mang giống qua đây, nhưng mà hả vừa rồi á mình có được một ít cái giống á, cây con mà trồng hơi trễ thì bây giờ nó mới cũng có được có mấy cái cọng như thế này, thì mình đã lấy vô để mình nêm canh chua nha cả nhà mình ơi. Đó còn đây là một cái chén hành hành tím, hành tím chút nữa mình sẽ hành tím chút xíu nữa là mình sẽ lấy mình phi để mình xào cà, sau đó mình sẽ lấy mình chiên sơ cái tàu hũ á. Còn cái dầu mà mình xài ở đây á là một chai dầu ô liu nha cả nhà mình xài dầu ô liu để mình xào cho nó ngon ha. Đó đây là tất tần tật cái nguyên liệu tự có của dòng bầu con hôm nay. Dòng bầu con đã quyết định vào bếp để làm cái món đó, những món canh chua chay nè, không có thịt không có cá không có gì hết, ăn cho nó thanh đạm nha cả nhà. Lát hồi mình sẽ ăn với kho quẹt chay đó. Đây cái bịch giá nè cả nhà, cái bịch giá này á, thì ở Nhật bán á, có tùy theo tiệm, ngay chỗ á, tiệm gần nhà của dòng bồ con á, thì nó là khoảng là bao nhiêu ta, 39 40 yên, 50 yên, chưa có tới 10.000 đồng Việt Nam nha cả nhà mình yêu, chưa có tới 10.000 đồng Việt Nam thì nó cũng rất là rẻ chứ nó không có đắt. Còn có tiệm sẽ bán khoảng 15.000, mình quyết định chọn cái giá này ăn rất ngon, giá này ăn sống thì rất là ngọt đó cả nhà mình. Bây giờ á thì mình có chuẩn bị sẵn một cái nồi nước sôi như thế này đó, một nồi nước sôi để chút xíu nữa là mình xào cà và mình chiên tàu hũ rồi mình sẽ bắt đầu vào nấu nha cả nhà yêu của mình ơi. Đó đây là một cái chảo, mình sẽ cho dầu vào và mình bắt đầu chuẩn bị nha. Mời cả nhà cùng Hải vào bếp với dòng bầu con nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bây giờ cả nhà vào bếp nấu với dòng bầu con nha cả nhà. Cả nhà nhớ giúp dòng bầu con bằng cách like, share và subscribe ủng hộ dòng bầu con để ngày càng lớn hơn nha cả nhà yêu của mình. Bây giờ là cùng dòng bầu con vào bếp nhé. Sau khi dòng bầu con cho dầu vào chảo, khi một ít hành tím vàng lên, hàng một dòng bầu con sẽ cho những cái mớ tàu hũ hồi nãy đó cả nhà vào trong một cái chảo đảo đều, và mình chỉ chiên sơ lên cho nó ngon thôi chứ không có chiên vàng, tại vì khi chiên vàng thì cái tàu hũ nó sẽ bị giòn, mà bỏ dầu nấu nó dai thì nó không ngon, cho nên dòng bầu con chỉ chiên sơ lật sơ qua thôi, là chút xíu dòng bầu con sẽ bỏ qua một cái nồi nước này. Nồi nước này lúc nãy là một cái nồi nước không trong trống, nó chỉ là một nồi nước trắng trong, thì hải dòng bồ con bây giờ đã cho thêm một ít đường, ít thôi, một ít xíu đường, một xíu muối, gạo xíu bột ngọt để cái nước của mình nó có vị. Và dòng bồ con sẽ lấy những cái miếng tàu hũ dòng bồ con sẽ cho qua nha cả nhà của mình ơi. Bây giờ bắt đầu dòng bồ con sẽ cho tàu hũ vô trước, rồi hải dòng bồ con sẽ tiếp tục xào cà. Sau khi dàn bầu con đã bỏ cái tàu hũ hồi nãy ra thì dàn bầu con cũng sử dụng cái chảo tiếp tục, dàn bầu con cho một ít đó hành tím vào, dàn bầu con xào lên đó, xào lên như thế này nha cả nhà, xào lên cho nó hơi vàng vàng. Xong rồi dàn bầu con sẽ cho một cái rổ cà chua vào đó, mình xào lên nha cả nhà, xào sơ lên. Và một con sẽ xào sơ sơ lên như thế này cho cà chua nó chín vừa tới, vừa vừa thôi chứ không có để cho nó chín quá. Cà chua xanh á thì nó không có mềm lên á Hải. Nhà dòng bồ con rất là thích ăn cái cà chua vừa vừa như thế này nè, thì mình xào sơ ra khoảng là 2 phút thôi đó, mình xào như thế này nha cả nhà. Xong á dòng bầu cũng á, dòng bồ con cũng thêm nêm một chút xíu muối, một chút xíu á, gia vị vào đây để cho nó có vị khi mình cho vào cái nồi canh chua thì nó rất là đã thấm nha ở nhà mình ơi. Đó nó là như thế đó. Bây giờ dòng bồ con bắt đầu á cho cà chua nước bên đây á, nồi bên đây thì cũng đã sôi, bắt đầu sôi rồi nên dòng bồ con sẽ cho nguyên một cái chảo này
cà chua này vào bên cái nước này nha cả nhà mình, và cả nhà nha. Đó đó đó, như cái nồi nước này thì đầu tiên là dàn bầu con sẽ cho cái cà chua vào trước, sôi khoảng một dạo, sôi một dạo bùng lên thì á hả là dàn bầu con tiếp tục cho những cái thứ khác vào nha cả nhà. Đợi sôi một chút xíu, sôi một chút xíu đi. À, sau đó thì dàn bầu con sẽ cho tiếp tục là dòng bồ con sẽ cho cái món thứ hai vào, đó là đậu bắp. Đây đậu bắp, sẽ cho đậu bắp vào nha cả nhà mình. Đó, nhẹ nhẹ thôi nha cả nhà, đó không thì nó sẽ bị văng cái nước. Đó, ăn ít mà làm nhiều nè. Sau khi á hả cho đậu bắp vào á thì á hả cho nó sôi lên, đợi nước sôi lên một chút xíu mình mới tiếp tục á hả cho rau muống rồi tới tàu hũ nha. Từ từ nha cả nhà. Đó, nhà mình không có xài cà chua chín để nấu canh chua là như vậy đó, tại vì á hả cà chua chín khi nấu vô nó hay bị mềm lắm, nó không có được ngon. Chút xíu nữa hả nước sôi á sôi bùng lên thì mình sẽ tiếp tục cho cái món là rau muống vào. Tại vì mình cho rau muống vào á thì nó sôi lên đó hả một chút xíu là nó được rồi, rau muống này á hả nó giòn nó ngon. Đó, bắt đầu sôi từ từ đó cả nhà, nếu sôi bùng lên á thì dàn bầu sẽ cho nó rau muống vào nha cả nhà, chờ chút xíu. Bây giờ chuẩn bị sôi rồi á, tại vì rau muống á nước phải sôi bùng lên thì rau muống nó mới ngon. Cả nhà biết không tại sao không á hả, là gì á hả, cái đậu bắp này nè nó có phần hơi ở trong tủ lạnh, nó có phần lạnh á, cho nên khi cho vào nước nóng á thì nó sẽ làm á hả giảm đi cái nhiệt độ nóng ở trong cái nồi canh này, cho nên là nó cũng hơi bị lâu sôi lên một tí nha cả nhà. Đậu bắp của Nhật á nó cứng nên là không có thể là giống như đậu bắp Việt Nam mình bỏ vô là nó mềm liền. Để sôi lên chút xíu. Bây giờ á trong thời gian chờ đợi thì dàn bầu sẽ đi cắt cái rau thơm nha cả nhà, cắt cái rau quế và dàn bầu sẽ xắt chanh ra nha cả nhà mình, chờ chút xíu nha cả nhà. À bây giờ là nước đã sôi bùng, bây giờ mình tiếp tục quá hả dàn bầu con sẽ cho rau muống vào nè cả nhà, dàn bầu con sẽ cho rau muống vào nè. Đó, dàn bầu con cho rau muống vào. Cà nồi canh này ngon, lâu lắm rồi gia đình dàn bầu không có ăn được có hả cái canh chua cay giống như thế này đâu. Canh chua cay thì thường á dàn bầu sẽ nấu với hả ra thơm nè, cà chua nè, nhưng mà bây giờ á ở nhà có cái rau muống ngon nên á hôm nay dàn bầu phát hiện ra, dàn bầu ghé dàn bầu mua cho dàn bầu con á hả làm món canh chua cay cho dàn bầu cả nhà dàn bầu hả cùng ăn nha. Đó, mọi người thấy không đó, chờ hả nó sôi lên một chút nữa thì bây giờ á hả dòng bầu con sẽ cho tàu hũ vào đi con, cho hết cái tàu hũ đó vào. Đúng rồi đó, bắt đầu dòng bầu con á hả cho tàu hũ vào nha cả nhà của mình, cho hết cái tàu hũ hồi nãy mà dàn bầu con vừa xào đó để vào. Đợi khi nó sôi bùng á hả lên nữa thì bắt đầu cho giá vào và cho rau thơm vào. Cho giá vào là mình bắt xuống liền á cả nhà, cho rau thơm ớt rồi mình á hả sẽ nêm nếm lại. Hồi nãy á dàn bầu con có nêm sơ sơ cái nồi nước lèo này rồi thì bây giờ á là đợi cái này sôi lên cho giá rồi hả xin nêm nếm lại rồi là ok nha cả nhà mình. Nó sôi bùng lên một cái nữa là cho giá đó. Và cái thủ tục sau cùng là khi mà cái nồi canh á đã sôi bùng lên thì á hả dàn bầu con tiếp tục cho giá và rau thơm với lại lá quế với lại ớt vắt chanh vào nha cả nhà. Ở đây không có được đầy đủ cái gia vị me tươi hay là me vắt nên á hả lá me, cho nên là dàn bầu cơm á hả nấu đơn giản như vậy nha cả nhà mình ơi. Đó, và đã xong coi như cái nồi canh của gia đình dàn bầu con đã xong nha cả nhà.
cuối cùng nếu mà mình nêm lại á thì đây là một cái muỗng muối ớt. Muối ớt này các bạn có biết không á, thường á mình nấu canh chua mình dằn lại một chút xíu muối ớt, cái nồi canh chua của mình rất là đậm đà. Muối ớt này á là hả gia đình dằn một con á đã rang khô và để dành ở trong nhà nha cả nhà. Đó, xong muối ớt đây, muối ớt nêm lại, nêm nếm lại theo cái khẩu vị mặn nhạt hay là chua ngọt tùy theo cái gia đình của mình. Cảm ơn cả nhà. Nhà một con đã kết thúc cái nồi canh chua chay rau muống, canh chua rau muống chay. Kết thúc cái video này, mời cả nhà cùng hả thưởng thức với gia đình dàn bồ con nhá. Dàn bồ con cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cả nhà hả nhớ yêu dàn bồ con bằng cách like, share và subscribe giúp dàn bồ con ngày càng lớn mạnh nha cả nhà. Yêu cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong video clip kỳ sau. Bye cả nhà.